Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến Tin vui cho người Việt Nam cũng như tỉnh Bắc Ninh Bí thư thành phố Bắc Ninh Nguyễn Nhân Trinh bị giáng chức Vậy là chỉ sau 13 ngày được công bố đầy quyền thế của Nguyễn Nhân Chiến Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh bề lên ngồi vào ghế bí thư thành ủy thành phố Bắc Ninh chưa ấm chỗ thì ngày hôm qua Nguyễn Nhân Trinh đã bị giáng chức. Thật đáng tiếc cho một tài năng bẩm sinh, một thái tử đỏ, một cầu thủ cờ vua vô danh tiểu tốt như Nguyễn Nhân Trinh lại bị vứt vào sọt rác theo cách nói của cư dân mạng xã hội. Đây là một cái tát nảy lửa vào mặt đối thủ đối với kẻ tham quyền cố vị, bất chấp dư luận, bất tấp quyết tâm thực hiện kế hoạch, kế sách cả nhà làm quan của bí thư tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến cũng là cái tát tỏa đòm đóm vào mặt những kẻ bảo kê quyết đưa bằng được cho Nguyễn Nhân Trinh vào ngồi chiếc ghế quyền lực này. Khi ra giả dạ nói rằng việc bổ nhiệm này là đúng quy trình, là không vướng quy định nào của pháp luật cũng như của đảng. Hôm 6 tháng 8 năm 2020, báo chí nhà nước đồng loạt đưa tin về vụ bí thư thành ủy thành phố Bắc Ninh được điều động về làm phó giám đốc sở lao động thường bình xã hội. Tin này đến không hề làm cho mọi người ngạc nhiên vì trước đó ngày 4 tháng 8 năm 2020, Ban tổ chức Trung ương đã yêu cầu cấp có thẩm quyền tỉnh Bắc Ninh xem xét việc điều động chỉ định Nguyễn Nhân Trinh con trai của bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh là Nguyễn Nhân Chiến làm bí thư thành ủy Bắc Ninh. Nhưng cấp có thẩm quyền lúc này là tỉnh Bắc Ninh là ai thì mọi người đã rõ. Chẳng qua Ban bí thư trung ương vuốt mặt còn phải nề mũi nên nêu thẳng tên Nguyễn Nhân Chiến là kẻ chủ mưu trong vụ này. Vì họ còn để cho Nguyễn Nhân Chiến như cách nói của người xưa quân tử tự xử lấy mình. Như chúng ta đã biết ngày 24 tháng 7 năm 2020, báo chí nhà nước đồng loạt đưa tin vụ ông Nguyễn Nhân Trinh, bí thư tỉnh đoàn Bắc Ninh được điều động về tham gia ban chấp hành ban thường vụ và giữ chức bí thư thành ủy thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 ở tuổi 36 với bằng cấp là thạc sĩ cờ vua tại chức. Nguyễn Nhân Trình năm một sinh năm 1984 quê ở Tân Trì huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh. Ông này tốt nghiệp Đại học cờ vua nhưng chỉ là tại chức Mà ở Việt Nam thì chúng ta cũng biết rằng Khi học tại chức Thì chỉ có ghi tên Chứ không đi học một ngày nào cả Bằng thật nhưng học giả Dư luận cho rằng Nguyễn Nhân Chiến đưa con của mình lên làm Bí thư thành ủy Bắc Ninh Lúc này chẳng khác gì Một cuộc đảo tránh tại thành phố Bắc Ninh Vì người tiền nhiệm giữ chức Bí thư thành ủy Bắc Ninh Là ông Vương Quốc Tuấn trong các ngày 15, 16 và 17 tháng 6 năm 2020, Đại hội Bộ Ban chấp hành Trung ương Đảng Bộ Thành phố Bắc Ninh khóa 22 nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu bí thư thành ủy khóa 22 nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Vương Quốc Tuấn tái đắc cử bí thư thành ủy khóa 22 với số phiếu tuyệt đối. Và chưa đầy một tháng sau, Vương Quốc Tuấn bị đẩy đi nơi khác để lặn để nhường ghế cho Nguyễn Nhân Trinh. Dư luận nghi ngờ về trình độ chuyên môn kinh nghiệm uy tín của Nguyễn Nhân Trinh khi xuất phát điểm chỉ là cầu thủ cờ vua. Có hơn những người khác vào vị trí bí thư thành ủy Bắc Ninh không? Có bảo đảm tính khách quan, công tâm trong công tác lựa chọn người tài đức hay không? Nếu như Đảng Cộng sản Việt Nam không lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp và toàn diện thì việc cha con nhà trinh chiến có bất tài vô dụng mà chui sâu leo cao trong đảng đến đâu thì là việc riêng của đảng nhà ông ấy. Nhân dân Việt Nam không thèm đếm xỉa đến nơi vì không rảnh, không hơ dư hơi mà bàn chuyện tào lao. Nhưng rất tiếc là không phải thế. Do đó những bộ óc chứa cái gì trong đầu mà thì 5 lần 7 lượt để vào được thi 5 lần 7 lượt để thi vào đại học đều bị trượt. Sau đó phải ghi tên vào học khoa cờ vua của trường Đại học Thể dục Thể thao đóng tại tỉnh Bắc Ninh là Giang Sơn một cõi của Nguyễn Nhân Chiến. Để cho con mình có được tấm bằng đại học lòe thiên hạ và là chiếc thang leo lên nắm những giữ chức vụ cao hơn thì đủ biết là tài năng bẩm sinh của Nguyễn Nhân Trinh là như thế nào. Những trường đại học chính quy dù rằng thi bằng nhiều cách cũng không thể chui vào được và những thế lực của ông Nguyễn Nhân Chiến cũng không cách nào để đưa con mình vào được các cái trường đại học để học một cách chính quy thì biết được tài năng của Nguyễn Nhân Trinh là như thế nào rồi. Vì vậy, sau hơn 10 ngày giữ vai trò bí thư thành ủy thành phố Bắc Ninh, công việc của Nguyễn Nhân Trinh chủ yếu là đi dự liên hoan tiệc tùng và nhận những lãng hoa lễ vật và những lời chúc mừng nồng thắm của đám bưng bồ bỡ đít mà thôi. Mặc dù đám đĩ bút theo voi hít bã mía, Cố tô vẽ cho Nguyễn Nhân Trinh là một hình ảnh hoành tráng và hào hùng trong hơn 10 tại trong hơn 10 tại vị nhưng trong những lần phát biểu của mình Nguyễn Nhân Trinh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cũng không giấu được vẻ lúng túng bối rối trước những đại biểu đáng bậc cha chú của mình cả về độ tuổi, về tuổi đời cũng như trong quá trình công tác. Này việc Nguyễn Nhân Trinh bị giáng chức chứng tỏ cha con chiến trình dù có lú chứ cấp trên của họ trong việc này chưa lú vẫn còn có kẻ còn có chút liêm sỉ, còn có chút lòng tự trọng để vạch mặt những kẻ cơ hội như cha con nhà chính chiến trinh. Vì rằng các cuộc đại hội các cấp sắp đến người ta không muốn cái ung nhọt đầy thối tha này nhả mùi ra làm cho ô nhiễm bầu không khí của các cuộc đại hội vốn đã mang tiếng chẳng thơm thò tốt đẹp gì trong cuộc chiến giành tranh giành những chiếc kế báu bờ quyền lực ở cấp trung ương. Trước đó mấy ngày, Ban Tổ chức Trung ương có văn bản yêu cầu tỉnh ủy Bắc Ninh xem xét, điều chỉnh lại công việc của Nguyễn Nhân Trinh, tân bí thư thành ủy thành phố Bắc Ninh. Nguyễn Nhân Trinh, con trai đương kim của bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh là Nguyễn Nhân Chiến, mới được chỉ định ngồi vào ghế bí thư thành ủy Bắc Ninh ngày 22 tháng 7 vừa qua. Sự kiện trên thu hút được sự quan tâm và tạo nên được làn sóng trong dư luận. Ban tổ chức trung ương cũng yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh xem xét việc điều động chỉ định Nguyễn Nhân Trinh làm Bí thư Thành ủy Thành phố Bắc Ninh. Cụ thể, Ban tổ chức trung ương yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh xem xét lại việc điều động chỉ định Nguyễn Nhân Trinh tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy thành, thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, xem xét điều chỉnh lại công việc của ông Trinh cho phù hợp với trình độ của ông ta sở dĩ ban tổ chức trung ương có văn bản trên là do sau khi tỉnh bắc ninh có quyết định chỉ định cán bộ dư luận đã nêu nhiều vấn đề liên quan đến niềm tin uy tín cán bộ nên ban tổ chức trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy bắc ninh phải xem xét cho phù hợp Trước đó ngày 22 tháng 7, Nguyễn Nhân Trinh Bí thư tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã được chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Theo hồ sơ thì Nguyễn Nhân Trinh sinh năm 1984, ông Trinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua, thạc sĩ quản lý giáo dục và nhiều năm công tác tại tỉnh đoàn Bắc Ninh, nhưng học tại chức. Vào năm 2015, khi đang trên cương vị Phó Bí thư thường trực tỉnh đoàn, ông được bầu giữ chức Bí thư tỉnh đoàn Bắc Ninh. Ngoài ra, ông Nguyễn Nhân Trinh còn là tỉnh ủy viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Nguyễn Nhân Trinh là con trai của đương kim Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh là Nguyễn Nhân Chiến. Tại buổi lễ chào quyết định, Nguyễn Nhân Trinh cho biết sẽ tiếp tục tu dưỡng rèn luyện phát huy năng lực và bản lĩnh chính trị của bản thân để sớm nắm bắt công việc cùng tập thể ban chấp hành ban thường vụ thành ủy bắc ninh lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2020 góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh bắc ninh bình luận về sự kiện này ông lê như tiến nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng quốc hội cho rằng ở đây chưa bàn đến chuyện đúng sai nhưng khi sự kiện xảy ra đã khiến cho dư luận dậy sóng. Tôi nghĩ rằng giá như ông ấy Nguyễn Nhân Chiến đưa con ông Nguyễn Nhân Trinh về một huyện xa xôi khó khăn để có cơ hội thử thách, rèn luyện bản lĩnh và khẳng định được cái tâm, cái tầm, cái tài, cái đức để rồi sau đó quay về làm bí thư thành ủy Bắc Ninh cũng không muộn. Nhiệm kỳ sau kéo lên cũng được mà, đằng này đã bầu thành ủy rồi đại hội xong rồi mới chỉ định là điều không nên và thực tế là tạo ra những vết gợn trong dư luận. Ông Tiến nói, một số cơ quan báo chí cũng đưa tin Nguyễn Nhân Trinh đã xin rút khỏi danh sách quy định, quy hoạch bầu vào Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Theo ông Lê Như Tiến, việc xin rút là một quyết định sáng suốt và ủng hộ việc đó. Điều này có thể chưa có trong tiền lệ, tuy nhiên khi có dư luận xã hội như vậy thì việc xin rút là rất tốt, chỉ sợ rằng họ bảo thủ không nghe tiếng nói của dân thôi. Sau khi Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu xem xét, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã điều chuyển Bí thư Thành ủy Thành phố Bắc Ninh Nguyễn Nhân Trinh và người thay thế ông Trinh là Tạ Đăng Đoàn, trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh. Ngày 6 tháng 8 năm 2020, theo nguồn tin của báo Người Lao Động, tại cuộc họp chiều ngày 5 tháng 8, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã bàn thống nhất phương án điều chuyển Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Trinh sang làm Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh. Đồng thời, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã quyết định điều động bổ sung bổ nhiệm người thay thế vị trí bí thư thành ủy thành phố Bắc Ninh của ông Nguyễn Nhân Trinh là ông Tạ Đăng Đoan, tỉnh ủy viên, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Bắc Ninh. Trước đó trả lời báo chí một lãnh đạo ban tổ chức trung ương cho biết sau khi có nhiều ý kiến đặt vấn đề về tính khách quan của việc điều động bổ bố trí nhân sự khi con trai của bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh được chỉ định làm bí thư thành ủy thành phố thuộc tỉnh này. Ban tổ chức Trung ương đã có văn bản gửi địa phương yêu cầu xem xét cụ thể. Ban tổ chức Trung ương đang yêu cầu cấp có thẩm quyền tỉnh Bắc Ninh phải bám sát các quy định, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng, thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu trong bố trí cán bộ. Trước đó, ngày 22 tháng 7, Ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Nhân Trinh, tỉnh ủy viên, bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, giữ chức bí thư thành ủy thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Nguyễn Nhân Trinh được kết nợ vào đảng vào năm 2011 là con trai của đường kim bí thư tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Nhân Chiến, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Trinh đã khiến cho dư luận chú ý. Nhiều ý kiến băn khoăn bổ nhiệm việc bổ nhiệm ông Trinh có đúng quy trình và có khách quan hay không. Thưa quý vị và các bạn, vụ em Trinh vừa đạt kỷ lục Guinness về thời gian tại chức bí thư trong 15 ngày là một trường hợp rất hay để tụt quần đảng trong công tác tổ chức cán bộ nhân sự của đảng. Hôm qua, Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh có quyết định điều chuyển ông Trinh sang làm phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và ông Tạ Đăng Đoan, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy sang làm bí thư thành ủy thành phố Bắc Ninh thay cho ông Nguyễn Nhân Trinh. Việc điều chuyển này của Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh cho thấy sự ngẫu hứng hay nói cách khác là tùy tiện của cơ quan đảng và suy rộng ra có nghĩa là cấp ủy nào cũng có thể tùy tiện như vậy tại sao ông đoan được chọn thay thế cho ông trinh chứ không phải là một đồng chí khác có vị trí tương đương cũng như câu hỏi trước đó là tại sao ông trinh được chọn chứ không phải là người khác tại sao ông đoan không được chọn từ trước dựa trên các tiêu chí nào để chọn một cán bộ lãnh đạo đảng ủy ban thường vụ đứng đầu là ban bí thư được toàn quyền quyết định điều đó miễn là không bị dư luận phát hiện ra vấn đề gì đó khuất tất. Quy trình điều chuyển ông Trinh làm bí thư thành ủy có gì đó sai sai không phải là không thay đổi mà lại phải thay đổi và nếu đó là sai thì sai ở chỗ nào. Mình dự là quy trình không hề sai, đó mới là cái sai lớn nhất của tổ chức Đảng Cộng sản. Công tác cán bộ là việc cực kỳ quan trọng đối với bất cứ tổ chức nào, nhưng đảng lại không có một quy trình chặt chẽ để chọn một người giỏi nhất trong số những ứng viên. Và đó chính là nguy cơ suy thoái tổ chức đó, chứ không cần thế lực thù địch nào chống phá cả. Vị trí tiếp theo của Nguyễn Nhân Trinh là Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và vị trí trong chính quyền nhưng vẫn là Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tại sao ông trinh lại sang đó làm mà không quay về vị trí cũ để ngồi tại sao lại không sang vị trí khác trong đảng việc thuyên chuyển đó dựa trên tiêu chí nào chắc cứ chỗ nào đang thừa ghế là ban thường vụ có thể nhét người vào đó được từ vụ việc của bắc ninh ta có thể suy rộng ra là tỉnh quái nào cũng có thể làm như vậy và cấp ủy nào cũng có thể làm như vậy cho tới cả bộ chính trị ban bí thư cũng có thể làm y như vậy ngay cả việc chọn người vào bộ chính trị cũng chỉ có các tiêu chí hết sức mơ hồ mà nhiều người đa phần đã phân tích cơ quan thường vụ các cấp ủy trong đó bộ chính trị là cao nhất thường được tự áp đặt các vị trí lãnh đạo đảng ở cùng cấp đó chính là cơ chế dân chủ tập trung mà bản chất là phản dân hại nước. Một kịch bản hoàn toàn tương tự cũng có thể xảy ra và cũng đã từng xảy ra. Đó là ông Tổng Bí Thư đương nhiệm sẽ tiếp tục trúng cử trong nhiệm kỳ tới. Sau đó ông xin nghỉ vì lý do sức khỏe và Bộ Chính trị cũng kiểu như Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh sẽ cũng có quyền chỉ định một ủy viên ban chính trị Bộ Chính trị Ban Bí Thư ra làm Tổng Bí Thư mà không cần bầu tại đại hội. Khi đó khả năng là một ông Tổng Bí Thư mới chỉ thuần túy là có quan hệ tốt với ông đương nhiệm sẽ được kế nhiệm mình. Thực tế, chính thành phần ưu tú nhất của đất nước là các đảng viên cũng chẳng có dân chủ thì làm sao có được dân chủ trong thành phần ngoài đảng được hồi xưa ông đinh la thăng vào bộ chính trị rồi làm bí thư thành phố hồ chí minh cũng tương tự lấy tiêu chí nào để đẩy ông ấy vào bộ chính trị và chức bí thư một thành phố trực thuộc trung ương trong khi chỉ sau một thời gian ngắn người ta đã nhét được ông ấy vào lò bằng chính những sai phạm có từ trước khi vào bộ chính trị vậy quy trình bổ nhiệm sai ở đâu chả chỗ nào sai cả thế mới hay Tóm lại, vụ trình chiến này khiến cho nhân dân và chắc chắn các đảng viên bức xúc, nhưng mặt khác nó làm lộ diện sự bất cập trong công tác cán bộ của Đảng ở toàn bộ các cấp từ trung ương xuống đến địa phương. Vì vậy, bố con trình chiến đã vô tình có công tụt quần Đảng của mình cho nhân dân thấy hết sự vô lý mà rất hợp lý về mặt quy trình bổ nhiệm thuyền triển cán bộ. Lịch sử cho thấy các đảng Cộng sản toàn là tự hoại, thì đây chính là một trong các lý do. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.